Hôm qua mua cá cho mèo, anh ăn hết cá để mèo méo 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 méo. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi. Thì anh em thấy gọi là vừa vào video mình đã thả thính mấy bạn fan một cách rất là dễ thương luôn. Mấy bạn có thấy dễ thương không? Dạ gần đây á, mình thấy Simmy á, trước khi vào video Simmy lúc nào cũng đọc một cái câu thơ ra để có thể gọi là thả thính mấy bạn fan. Cho nên mình thấy cũng khá là hay hay. Cho nên hôm nay mình bắt chước theo. Vừa vô video cái là mình méo mèo méo mèo mèo luôn á. Bạn thấy mình dễ thương không? Trời, bạn nào thấy dễ thương nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Rồi giỡn thôi. Ok, thì ok bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini quiz mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người đó nha anh em. Phong Cần ơi, Phong Cần. Hả? Gì? Ủa sao? Ủa cái gì vậy? Trời ơi, sáng sớm nắng chưa trời trực đứng kìa, nắng 40 độ đứng kìa, em nói chuyện với ai vậy? Trời ơi, bà này không biết gì hết trơn á. Tôi đang quay video cho mấy bạn fan xem, cho nên là tôi phải vô tôi chào mấy bạn fan trước chứ. Ủa mà có chuyện gì mà bà la lối âm sờm vậy? Thôi đây, chuyện cấp bách này, bây giờ tôi muốn tặng cho một món quà siêu to siêu khổng lồ. Ủa cái gì? Tặng cho tôi một món quà siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, trời ơi bạn ơi, mình được Sammy tặng quà bạn ơi. Trời ơi, xịn nha. Đâu quà đâu? Đây, xin như hôm nay là một món quà siêu to khổng lồ đó, tôi dành tặng ông nhân dịp không có nhân dịp gì hết. Đó chỉ vui thôi. Wow. Trời ơi, một món quà to quá bạn ơi, bạn coi nè. Trời ơi, nó còn to hơn mình luôn á bạn ơi. Mình nghi ở trong này chắc là một cái gọi là xe, một cái xe Lamborghini hoặc là một cái gọi là một cái nhẫn kim cương gọi là 100 triệu nè, mình nghĩ là như vậy. Ok, để mình xem coi. Quà hả? Bây giờ tôi mở quà nha. Đó, mở quà thần đoàn hoàng nha. Trời ơi, ok, cực khổ ok. Lắm nha. Biết rồi, cảm ơn Sammy nha. Trời ơi, đã quá. Ok. Mở quà nè. Đập. Yeah. Ủa? Tết tên. Ai đây? Ủa, đây là ai vậy? Ê ơi, ông không nhận ra bé cam của mình à? Đây, bé của tụi mình nè, bé cam nè. Cái gì? Tôi giận vào trong video của mình, thấy chưa? Cái gì? Đó. Bé. Trời ơi, mình cà lâm luôn rồi. Gì à? Bé cam phiên bản mini world hả? Yes. Đó, thấy không? Dễ thương không? Wow, trời ơi bạn ơi. Thôi ôi, hôm nay Sammy dẫn cả bé Cam vào trong mini world luôn bạn ơi. Trời ơi, có bạn nào biết bé Cam không? Bạn nào biết bé Cam thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Trời ơi. Ôi, hôm nay bé Cam được vào trong mini world luôn hả? Wow. Trời ơi, thấy dễ thương không? Dễ thương, dễ thương. Ôi, ủa mà bé Cam được ai mua cho bộ đồ đẹp quá vậy? Sao ông nghĩ ai ngoài tôi ra còn ai nữa đúng không? Bé Cam đúng không? Trời ơi, yeah, dễ thương không? Trời ơi, ủa đâu để mình coi cái tên nó coi, nhiều khi là giả mạo á. Đâu cái tên của nó là gì coi? Bé Cam. Ức, đúng rồi nè, cái tên của nó là bé. Trời ơi, tụi mình cà lắm rồi. Sao cái tên của nó vẫn là bé Cam nè? Ồ, vậy là đúng rồi nè. Wow. À, thấy không? Đẹp không? Thấy bộ đồ đẹp không? Ồ, đẹp. Ok bạn ơi, vậy là từ nay ở trong làng Hero Team chúng ta không chỉ có một mình bé Mưa đâu nha. Simmy thì có bé Mưa nè. Còn bây giờ Phong Cận và Sammy sẽ có thêm một thành viên mới, đó chính là bé Cam mấy bạn ơi. Đó, dành một tràng pháo tay dành cho bé Cam nào. Rồi, ok bạn ơi. Trời ơi, đây là lần đầu tiên bé Cam vào trong mini world. Vậy tôi nghĩ rằng là tôi sẽ phải dẫn bé Cam đi tham quan làng Hero Team của một mình, đúng không? Đúng rồi, ông phải đi dẫn đi, còn tôi đi chợ nha, bye bye ông nha. Đó, đi chợ gì mà đi chợ, bà phải dẫn bé Cam đi tham quan chung với tôi luôn chứ. Ủa, đi chung luôn hả? Tôi bây giờ tôi đi chợ ơi, bây giờ ông nhận được không? Không có đi chợ gì hết trơn á. Rồi bây giờ bà bắt một mình tôi trông bé Cam, rồi lỡ bé Cam nó khóc rồi ai dỗ nó. Ok, rồi nó quýnh con mèo bà luôn rồi. Trời. Bé Cam ơi, chạy nó ghen Phong ơi. Trời ơi, nó ghen với con mèo kìa. Trời ơi. Mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Sammy đã nuôi bé Cam rồi mà còn triệu hồi thêm một cái con mèo khác nữa làm cho bé Cam ghen á bạn ơi. Bé Cam đang ganh tị với con mèo này cho nên bé Cam quýnh con mèo quá trời. Ôi, thôi rồi, Cam ơi, bình tĩnh, con quýnh hồi. Bình tĩnh, bình tĩnh.
Trời ơi, bình tĩnh Cam ơi, con quýnh một hồi tí nữa con mèo nó chết luôn vợ á. Trời ơi trời. Ủa con bé Cam nó dữ quá bạn ơi. Ok. Rồi, ok Sam, bây giờ tôi cùng với bà sẽ dẫn bé Cam đi tham quan nha. Ok, rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dẫn bé Cam đến cái ngôi nhà mà mình đã xây cho bé Cam mấy bạn ơi. Lần trước mình có xây cho bé Cam một ngôi nhà rất là đẹp luôn. Ok, Cam Cam, đi 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 theo anh nè Cam. Cam ơi, đi theo anh nè. Cam ơi, đi Cam ơi. Qua đây nè Cam, qua đây. Trời ơi, anh mới vừa xây cho Cam một cái nhà cực kỳ đẹp, đẹp luôn á Cam. Bảo đảm Cam sẽ thích. Đây, ta da. Xin giới thiệu với Cam, đây chính là nhà của Cam, ngôi nhà được làm bằng vàng đó và có cái hình đầu của một con mèo rất là dễ thương luôn. Đó, vô tham quan đi Cam. Thì đầu tiên ở chỗ này anh có chuẩn bị giường ngủ cho Cam nè. Cam thấy cái giường ngủ này đẹp không? Màu hồng nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, bởi vì anh biết Cam là con gái cho nên anh đã chuẩn bị cho Cam một cái giường màu hồng đó. Ở bên đây là một cái bàn để cho Cam có thể ngồi học bài và Cam có thể ngồi đây để ăn uống nè. Đó, rất là hấp dẫn luôn nha. À quên, ở bên đây nữa. Ở bên đây thì anh đã chuẩn bị cho Cam gọi là một cái hồ bơi để Cam có thể nhảy xuống đây Cam bơi. Đó, bây giờ Cam thử nhảy xuống Cam bơi đi. Hả? Gì vậy? Ủa sao Cam nó không chịu bơi Sammy? Trời ơi, nó không mèo mà mèo sợ nước không biết hả? Bây giờ bơi không? Bây giờ bơi không? Bơi không? Bơi, đi xuống, đấy, xuống nhanh lên. Xuống. Đây. Tại ông ai, ông nói gì vậy? Tại giỡn, giỡn, giỡn. Tôi giỡn mà, tôi giỡn mà. Ông cắt tôi nè. Thôi gì? Mà giờ ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ giỡn với Cam xíu thôi mà. Tôi sợ rồi, tôi xin lỗi, tôi không giỡn gì nữa. Ok. Rồi. Ok, Cam ra ngoài đây Cam, ra ngoài đây. Đó, bây giờ là cái ngôi nhà này nè là anh xây đắt tiền lắm á. Bây giờ anh sẽ cho Cam cái ngôi nhà này. Cam có thấy thích cái ngôi nhà này không? Gì? Không thích hả? Giờ thích không? Thích không? À thích hả? Ok vậy được đó. Ok rồi. À, vậy là Cam đã thích ngôi nhà này rồi mấy bạn ơi. Ok đó. Ủa bạn ơi, bộ ngôi nhà của mình xây xấu lắm hay sao mà con Cam nó không thích ta? Kỳ vậy ta? Thôi kệ đi, nói chung là mình móc súng ra cái là Cam nó sợ liền, trời ơi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ dẫn Cam nó đi tham quan nè. Trời ơi, tôi giỡn xíu mà, làm gì bà cứ móc đại liên ơi, bà hù tôi vậy. Ông chọc nó rồi. Rồi, tôi không chọc Cam nữa, tôi không chọc Cam nữa được chưa. Ok rồi. Rồi ok Cam, bây giờ anh sẽ dẫn Cam đi vòng vòng đây tham quan nhà của các anh chị thành viên của Hero Team nha. Ok, đi theo anh. Bây giờ anh sẽ dẫn Cam đến với cái nhà đầu tiên sẽ là nhà của anh Mr. Dịch. Đúng rồi, qua đây Cam. Ấy, anh xin giới thiệu với Cam, đây chính là nhà của trưởng team Hero Team đó. Đây chính là nhà của một cái anh có tên là Mr. Dịch đó. Mà một cái anh này ảnh cực kỳ xấu trai và ảnh cực kỳ khó tính luôn đó. À, mà khoan, mấy bạn ơi, mấy bạn đừng có ai nói cho anh Dịch biết là mình nói xấu anh Dịch nha. Ê, mình chỉ đang tròn thôi. Ok rồi. À, đó thấy không? Ok Cam ơi, qua nhà người tiếp theo nè. Qua nhà người tiếp theo. Đây, xin giới thiệu với Cam, ngôi nhà tiếp theo chính là nhà của gọi là mèo Simmy đó. Là mà cái ngôi nhà này á là mèo Simmy với lại Chiron sống chung với nhau á Cam. Đó, và ở trong đây có một bạn chó rất là dễ thương. Bạn chó này có tên là Bé Mưa. Một ngày nào đó anh sẽ dẫn Cam qua thăm Bé Mưa ha, được không? Được hả? Ok được rồi. Rồi, tiếp theo nữa nè. Xin giới thiệu với Cam, ngôi nhà tiếp theo chính là ngôi nhà của gọi là Timmy Heo đó, hay còn gọi là Hương bên đèo, có nghĩa là heo bên đường đó. Bé Cam có thích ăn thịt heo không? Thích không? Thích hả? Ok, vậy bữa nào anh làm thịt Timmy cho Cam ăn ha, được không? Không hả? Ok rồi, không thôi. Trời bạn ơi, Timmy thịt của Timmy bé Cam còn chơi bạn ơi. Ok rồi. Rồi, tiếp theo nữa, xin giới thiệu với Cam, đây chính là Gaming House của Hero Team. Một cái Gaming House gọi là to nhất gọi là vũ trụ luôn á. Thấy to không? Bự không? Đẹp không? Đẹp đúng không? Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok đó, từ nãy giờ mình dẫn bé Cam đi tham quan quá trời luôn bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ gọi là dẫn bé Cam đi tham quan tiếp nha. Ok. Rồi ok, tiếp theo xin giới thiệu với bé Cam, đây chính là một ngôi nhà của một chị có tên là chị Ca Mui Lùng đó. Thì chị Ca Mui này, chị Ca Mui này lùng tệt, lùng ơi là lùng luôn, trời ơi là trời. Con gái đâu mà lùng tệt. Có khi nào bà Ca Mui bà coi video này xong cái bà phát hiện ra mình nói xấu bà, cái bà giết mình không ta? Thôi kệ đi, tại vì Ca Mui lùng thiệt mà đó. Ok rồi. Thôi được rồi, bây giờ thì tiếp theo nữa anh nghĩ rằng là anh sẽ giới thiệu cho Cam, đây chính là nhà của anh và Sammy. Đây, xin giới thiệu với Cam, đây chính là nhà của anh và Sammy. Từ bây giờ á mà có ai ăn hiếp bé Cam á thì bé Cam cứ chạy qua đây, anh với Sammy sẽ gọi là ra giải cứu bé Cam, hiểu không? Hiểu không Cam? Ok rồi, bây giờ Cam thử vô trong nhà đi, anh sẽ cho Cam gọi là xem cái nhà của anh nè. Đó, Cam thấy nhà của anh đẹp không? Đẹp không?
đẹp đúng không? Trời ơi, hồi mấy bạn ơi, cam nó nhoi quá bạn ơi, nhảy tưng 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 tùm lum tùm la luôn kìa. Trời ơi trời. Ôi. Trời cam tăng độc mà. Ôi, cam ơi, cam ơi, đừng có đạp lên bàn phím cam, lỡ hư vàng PC chăm cũ của anh thì sao? Đi xuống, nhanh lên. Đi xuống. À, trời. Trời nó leo trên cái vàng PC mình đạp luôn mày ơi, con cam này nó không nghe lời mình luôn. Đi giờ. Trời. Đấy, trời ơi, nó đập luôn vàng PC của mình luôn rồi, trời ơi. Đứng lại, lao hả, cầm. Mày nó là mèo ra. Để tôi đen khổ rồi, để tôi đen. Tôi không biết đâu nha, bây giờ bà đền PC cho tôi đi. Con cam nó đạp bởi vàng PC của tôi kìa. Trời ơi, tại vì ông không tạo cho sân chơi cho nó chơi chứ sao. Ngày nay nó không đạp, bây giờ ông mà lo xây cho nó cái chỗ chơi cho nó đi, hiểu không? Đó, trời nó không ơi, được. Trời. Thôi từ từ tôi xây cho. Ui, cam mày dám đạp hư vàng PC của tao. Trời ơi, mặc dù mày là thú cưng nhưng mà mày hư vậy tao bắn mày chết, tao bắn mày chết rồi mày. Trời ơi trời. One hour later. Rồi, ok, bây giờ anh xin giới thiệu với cam, đây chính là siêu thị của làng Hero Team đó. Đây là một cái siêu thị và ở trong đây có bán rất là nhiều đồ ăn luôn. Từ nay cam thèm cái gì á thì cam cứ vô đây cam mua hết đi, chị Sammy trả tiền, hiểu không? Ủa là sao? Ủa tiền ông đâu tự nhiên bắt tôi trả là sao vậy? Ủa gì kỳ vậy? Bà rất là thương cam cho nên bà phải là người trả tiền cho cam mới đúng, hiểu không? Hiểu không? Trời là trời. Ok tôi rồi. Bây giờ cam muốn ăn gì cam cứ ăn cho thoải mái đi, cam vô cam ăn hết đi cam, ăn hết luôn đi. Ăn hết cam ơi, ăn hết cam ơi. Quậy lên cam, quậy lên. Quậy lên con, đúng rồi, đập phá hết đúng rồi. Ok rồi. Quậy lên sao vậy? Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, bây giờ cam nó quậy phá rồi đó. Tôi bận việc rồi, tôi về trước nha. Còn cái siêu thị này thì bà tự trả tiền nha. Ok, chạy. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè bạn ơi, trong Mini World của chúng ta, à không, phải nói là trong làng Hero Team của chúng ta, hôm nay đã xuất hiện một nhân vật mới, đó chính là bé Cam mấy bạn ơi. Và hôm nay mình đã dẫn bé Cam đi tham quan làng Hero Team và mình đã dụ bé Cam gọi là quậy phá hết cái siêu thị rồi. Ok, bây giờ Sammy, mình nghĩ rằng Sammy sẽ phải gọi là lấy tiền tiết kiệm ra để trả tiền cho siêu thị. Ok rồi, thì ok anh em ơi, mấy bạn có thấy thích gọi là bé Cam ở trong Mini World không? Nếu như mấy bạn thấy thích bé Cam ở trong Mini World thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và giúp mình đốc subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng kiếm họ cho Sammy cùng với các thành viên của Hero Team nữa nha. Ok, trời, Cam ơi, chạy, Cam ơi, chạy. Cam ơi, chạy, Cam ơi, rồi xong chết rồi mấy bạn ơi, Sammy bả lấy súng bả dí mình với Cam bạn ơi. Ok, nếu như bạn nào mà muốn mình quay thêm nhiều video về bé Cam á thì các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha, mình sẽ quay nhiều video hơn về bé Cam nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.